Hãy lấy tôm pin. Hãy lấy tôm pin ơi. Sớm ấy, đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi, sớm được các bạn ơi, cứ sớm quả bóng lên. Nhi ơi, ra đây quay hộ bố một tí. Hay lắm. Hay lắm Phi. Tốt. Cứ để cặp đấy, gì phải sách gì. Nhớ nhìn theo quả bóng, lia camera qua cho bố. Lia lại nhá. Đấy, lúc nào cũng tâm quả bóng cũng phải trong ở giữa camera cho bố. Come on.
Đỉnh luôn, Vinh chạy đi. Nhìn lên trên. Rồi, phi luôn. Bình, 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 bình. Bình chạy. Thank you.
Tách nhau ra, tách nhau ra nào, tìm khe đi, anh em tìm khe đi. Đây cho anh nào, anh em kiếm người này. Tốt Phi. Phút 12 nhá. Cuối 12 nhá. Bình gọi là bình giữa kìa, luôn sớm đi. Rồi. Kìa Phi kìa. Rồi. Tốt. Hòn ơi, cứ bình tĩnh mà đá, xử lý quả bóng nó bình tĩnh không hòn. Lên đi Bình, lên. Khe này, khe này, tôm bin lên khe đi. Một chạm đi, đúng rồi. Bình luôn. Bình chạy đi. Phi luôn đi. Ngồi. Bình đi. Ừ.
Giả lại cho thằng Hon. Ôi tôm đi nơi. Lên đi tôm đi đây, tôm đi lên. Đông đưa đi. Ừ, kệ người ta, kéo người ta lên. Ở đây mình ơi. Alo. Ờ em đến cổng sân bóng Long Biên chưa? Ờ sân bóng Long Biên đấy. Ờ. Gì đây? Khánh lên đây, Khánh ơi. Khánh chạy lên, Khánh chạy lên. Khánh thụt lại thì Khánh. Anh đi.
lên lên tôm pin. Bình luôn đi. Tìm khe đi. Phi lên, phi lên, phi. Một chạm đi. Sút đi con. Tốt. Khánh này, Khánh, sớm. Bình kìa. Ra sớm đi Khánh.
Đi đi. Con à, con trả lời khách IG chú nhá. Để ý nhá, để ý xem nó nói gì. Lên đây anh em, lên đây. Cột hai. Khánh ơi đừng ra sâu rồi Khánh. Tới đây anh em đá đúng vị trí đi.
Chung về chứ, lúc đấy phải anh em kéo về chứ. Chạy lên đi, rồi anh không vào chưa? Rồi. Rồi về đây, về đây. Khánh nhanh cướp luôn Khánh. Thì cứ gửi hình đi. Đợi chủ đây. Đợi chủ đây. Hay đấy Phi ơi. Một chạm đi. Phi. Đúng rồi, sao Phi? Đúng rồi. Tường lại cho Vinh. Tường lại cho Vinh. Rồi. Bình nha, nhìn Bình kia. Bóng nghỉ giữa hiệp nhá. Rồi anh em nghỉ giữa hiệp đây.